Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Hả? Con đi đâu đây? Dạ, chào cô. Hey, cô gì cô? Chào bạn. Chị, đi đâu đây? Kêu cô quen rồi. Chào quý vị khán giả. Giờ đi đâu? Giờ, giờ vô thấy an tâm thì giờ cũng kêu vợ. Rồi, ok, vô đó hả? Nó rần rần vậy. Ui, vô nhỏ ơi. Trời ơi, ai? Cô, chào cô, chào cô mình ơi. Chào. Ê, không có chào cô. Chào cô chị. Rồi mời hai em ngồi. Trời, che mặt là nhục quá. Cưới được. Nhau lâu rồi mà tham gia vợ chồng son. Bữa nay mới thấy được cô dâu Đại Ngọc Trâm. Dạ. Chương trình này có hai loại son. Dạ. Son là có thể son từ 1 năm, 5 năm. Dạ. Nhưng mà còn cái son nữa là cho dù sống mấy chục năm đi chăng nữa thì hai vợ chồng lúc nào cũng dành cái tình cảm thiệt là son cho đó. Nhau. Son là gì nè? Trâm lúc nào nhìn chồng cũng vậy nè, say đắm á. Kiểu vậy đó, còn chồng lúc nào nhìn vợ cũng đó, đó thèm khát cái kiểu vậy. Dạ, quan quan nhìn vợ quan thấy đắm coi, nhìn coi thôi. Có thèm cái gì á chứ. À, chưa bao giờ làm vậy hết cô, thiệt. Rồi nắm tay cái coi son đó, đó nắm nắm tay thì có nắm không? Tay thì được chứ. Dạ. Mà kêu nhìn thèm khát thì ghê. Dạ, lời nói đầu tiên cho đàng hoàng nha. Đây là nói đầu tiên cho Hoàng Mèo gửi tới quý cô bác anh chị, quý khán giả đang xem đài truyền hình. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng. Dạ, xin chào cô Dân. Chị Dân. Dạ, anh Thuận nha, anh Thuận. Chị Dân với lại anh Quốc Thuận. Đó, nó vậy đó. Và toàn thể quý vị khán giả đang ở trong khán phòng. Mày xả đi Hoàng ơi. Bút. Trời ơi, cô phải nói không được luôn. Mày Hoàng Mèo như tuổi nè. Dạ. Thôi để giới thiệu được. Lý nó sinh năm 1979. Bằng tuổi anh Bin. Dạ, bằng tuổi với anh Bin. À, cũng xin lỗi quý vị khán giả là tại sao mình với Hoàng Mèo cứ gọi nhau trên sóng truyền hình là tôi với bạn mày tao. Thì quý vị khán giả cũng thông cảm giùm. Tại vì hai đứa ở ngoài cũng là cũng khá là thân với nhau. Rồi bây giờ tới em đó Trâm. Lời đầu tiên cho phép Đại Ngọc Trâm gửi đến quý vị khán giả đang xem đài, quý vị khán giả tại trường quay, chị Hồng Vân và anh Bin lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. À. Rồi giờ em bao nhiêu tuổi, công việc em là gì? Vui lắm nói tuổi ngại quá. Thôi nhỏ hơn Hoàng Mèo nhiêu? 4 tuổi. Công việc hiện tại đó là Đại Ngọc Trâm là một người mẹ của hai em bé rất là tuyệt vời. Và công việc chính bây giờ là diễn viên và quản lý cho anh Hoàng Mèo, đúng không? Cô đang học đạo diễn nữa cô. Rồi bây giờ nè, anh Bin. Không, thật sự đó, giờ đó. Mình là biết bạn với Trâm. Dạ em hiểu mà. Cái lần đầu gặp gỡ, cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ như thế nào? Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bơ vơ. Thôi, đó là lúc anh Lộc còn sống cô, cái làm một cô cái... nữa kìa. Khán giả ta nhắc làm một cái kịch thông điệp xanh. Là nói về chặt phá cây rừng á thì em là đóng vai lâm tặc. Rồi xong cái bả được vé vô coi. Rồi sau này gặp bả mới nói vậy con. Cái này nhìn bố láo thiệt chứ. Mà bạn hồi đó là bạn cạo đầu đúng không? Cạo đầu chọc xong rồi để râu ria vậy đó. Kể rồi biết không nhớ gì. Ngay thôi thôi đầu. Kể đi. Thôi kể đi Trâm. Là vậy, ngày xưa em học trong trường á, hai diễn viên thì anh Trâm, anh Hữu Lộc á mới vô kiếm đào để diễn tấu hài. Vô nhóm mà ghét ông lắm, không ưa. Tại cái mặt láo láo rồi cái kiểu Cái trôi lúc cất kiểu. Cái câu hay nói á, phánh tướng. Ừ, kiểu vậy đó. Rồi xong sau này diễn một thời gian, cái đi tới Chăm Ba diễn á, để cái tivi là chiếu là cái vở kịch đó là tình cờ lúc đó em mới nhớ là a à, thì ra thì có gặp ông này trước đó một năm rồi là không ưa rồi, đã ghét rồi, bây giờ vô nhóm diễn chung nữa. Rồi ghét nữa. Sao mà từ ghét mà thành để ý nhau mà thương nhau? Ngày xưa lúc mới vô diễn nhóm anh Chùm á, ba mẹ của ông cũng lên phụ Nụ Cười Mới, làm này làm kia. Thì thấy ông đối xử, cách đối xử với ba mẹ, đối xử với ba mẹ thì rất là có hiếu, rất là lo cho ba mẹ chu đáo lắm. Thành thử ra từ đó bắt đầu em cảm nhận lại là hình như là mình đánh giá về con người này bị sai rồi.
không có như mình nghĩ. Ngồi xuống. Chúc mừng. Dạ. Rồi. Đó, rồi từ đó em mới thay đổi cách nhìn, thay đổi cái quan điểm của mình, thử tìm hiểu ổng coi làm sao, thử tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều nữa coi làm sao. Thì khi nói chuyện nhiều thì thấy thì ổng cũng dễ thương, ổng được nhiều đồng nghiệp, nhiều anh chị em trong nghề quý lắm. Hoàng á, Hoàng gặp Châm á, Hoàng có thích liền không? Gái đẹp mà cô thì đàn ông mới đầu nhìn cũng khoái khoái cô. Đó xong cũng đi diễn cái tiểu phẩm nụ hôn. Có hôn nhau nhưng mà cái hôn đó là chỉ là hôn theo kỹ thuật của cô để đây nè cô. Đó, thấy khán giả vỗ tay. Xong cái này không phải con đề nghị cho cô. Ấy đề nghị. Nếu mà bây giờ mình bỏ tay ra mà mình hôn thiệt để mình coi cái cảm giác nó sao được không anh? Ủi, phải liền đúng không? Nghe đề nghị phải liền đúng không? Chơi liền. Trời ơi, gái đẹp đề nghị mà. Làm gái khán giả của ta quá trời luôn. Được bên gala bầu chọn là nụ hôn nóng bỏng nhất trong gala. Cái lúc mà trong nó khi mà rút cái tay ra hôn á, cái cảm giác của con lớn đó là sao? Dạ, nổi da gà cô. Đã đúng không? Dạ. Trâm sao? Cảm giác Trâm. Không, em thì bình thường, không có cảm giác gì á. Trời ơi. Trời ơi. Ủa, giờ mới biết luôn hả? Thì về có cảm giác nhớ nhung trọng đạo Trâm không? Thì cũng chưa đâu. Tại vì một đêm đâu phải diễn một suất đâu. Đúng. Nhiều khi chạy 4 năm suất mà hung thiệt 4 năm lần luôn á. Thì lúc đó làm sao? 12 lần. Hung 12 lần. Một đêm hả? Đêm tối. Thì mấy lần mà diễn ngay lễ tình nhân 14 tháng 2 rồi đó. Em thì trong lúc diễn thì em không có cảm nhận cái điều đó. Em thấy rất là bình thường. Tại vì mình diễn mà. Quan trọng là cái hiệu ứng khán giả. Khán giả vỗ tay càng nhiều là mày là nghe, em... Bạn nghe chưa Hoàng? Nghe rồi Thuận à. Sao tự nhiên mà hỏi được đi định đốt nhà người ta vậy? Khùng quá. Ủa, à. Mà thiệt hả? Thiệt. Đến bao lâu thì Hoàng mới tỏ tình với Đàn 100? Tới khi mà là ổng ôm hôn em ngoài hồn rùa là lúc đó cái nụ hôn đó em mới cảm giác là nó. Nhưng mà có trước tình đó là Hoàng nó cũng đã tỏ tình với nói em rồi nghe. Đúng không? Dạ không cũng phải. Có nhưng mà chỉ là nắm tay rồi đi chơi ngồi sau xe rồi ôm ổng thôi chứ không có một cái nụ hôn nào mà thực sự là làm cho em cảm thấy cái đó là tình yêu. Mà lúc đó mấy giờ? Cũng khuya, cũng khoảng 12 giờ mới một. Mà sao mà con gan dữ vậy, con phóng vô lần hôn nhỏ. Cơ hội ngàn năm có một mà cô. Mẹ vợ cũng bán cũng trễ đó cô. Tại vì cô mẹ vợ thương lắm đúng không? Đi nhậu cô hồi đó mà sinh viên chở bà này về rồi này lên lầu cái con ra con nói mặt cặp kè kè với mẹ cô Thảo con là con nói cô rồi cô cứ yên tâm Châm đi diễn với lại anh Lộc với anh Long với con rồi cô cứ yên tâm không chuyện gì xảy ra đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra con sẽ là người nói cô đầu tiên. Con cặp thôi đi đó cho nên là sau đó thì miễn sao là đưa về nhà thôi rồi yên tâm rồi không bị sức đầu mẹ chán rồi là mẹ Thảo bả yên tâm liền đó cho nên là thừa cơ hội được hung thôi. Ê Hoàng với Châm tôi hỏi thiệt này nghe, hai bạn á hồi xưa là đi diễn chứ anh Châm á, anh Hữu Lộc á đi diễn là không phải là diễn ở thành phố mà thường xuyên đi show tỉnh đúng không? Rồi lúc đó hai đứa có khi nào mà ở chung phòng với nhau không? Có anh Châm thì anh cho ở một cái phòng, gái thì ở phòng riêng, còn ba anh em là ở phòng nhưng mà riêng. Hai bạn có đi chung với nhau đi xa không á? Mệt lắm này, nó rà nhiều đi lắm, xa đi xa lắm ý, quá sớm cái gì ý, nó là hỏi những cái chuyện riêng á, tự ở phòng riêng hả? Trời ơi dạ có ai cũng nghĩ cũng như ổng cái gì á. Nói nghe nè Hoàng với Châm cái lần đầu tiên á. Lần tiên sao? Nó sao? Chắc bị đặt ra. Ở tỉnh là không có chuyện đó rồi đó. Không thể được là bởi vì thứ nhất là chị đi diễn. Đúng rồi. Rồi đi du lịch xa. Du lịch xa dĩ nhiên cũng làm gì làm chứ ông nặng. Hai bạn cái đêm đầu tiên đến với nhau như thế nào? Trời tự nhiên. Trời ơi tự nhiên vô xấu bỏ ngạch cái gì ông nội. Hai đó thích tắm. Cái đó không thích mới là lạ đó. Rồi sao cái đêm đó có lãng mạn không? Cũng ok. Nói chung là cả hai đều biết hết đó cô. Tự nguyện luôn đúng không? Là tự nguyện. Hai đứa tự dụ nhau. Tự dụ nhau. Vậy được ở Sài Gòn đúng không? Ở Sài Gòn. Chứ không lẽ ở đâu? Mà buổi sáng không? Không ai làm chuyện đó buổi sáng hết đó bạn. Cái đứa thứ gì là để cái gì là buổi sáng hả? Buổi sáng. Đó. Bà hay quá. Không ai dụ ai. Nhưng mà biết có một thời điểm mà hai đứa giận nhau nè. Đúng dạ, không? Dạ. Thời điểm giận nhau mà hơi bị dài luôn. Dạ đúng rồi, giận nhau gần một năm luôn. Trước khi cưới, đợt đó em chia tay xong là em xin nghỉ nhóm chung luôn. Không
không làm nữa. Ừ. Tại sợ mà không làm nữa dính nữa. Chứ là không muốn gặp mặt. Dạ. Rồi cái khoảng gần năm sau cái anh Trâm điện thoại, anh Trâm kêu thôi Trâm ơi giúp anh đi, anh thiếu đào quá, giúp anh đi cái tour tỉnh đợt này. Là đi nguyên một dính dọc lại. Dính lại. Ê Hoàng Hoàng, cái thời gian đó bạn sao? Không có thằng đàn ông nào mà chia tay mà vui cười hớn hở. Không phải lúc đó buồn chứ không, lúc đó bạn cảm nghĩ như thế nào khi mất Trâm? Thì buồn. Cô con mà buồn, con không bao giờ tìm cái rượu bia hết. Con mà buồn là con chỉ có nghe nhạc, đi mua phim về nhà coi. Con đi mua phim về mà nói bà này, bà nói là sau này khi mà mày chết đi á thì tao không cần bỏ trà trấu cái gì mà để ám mùi, cô hiểu không? Tao chỉ cần nhét hết tất cả phim vô là bảo đảm cái mùi của trong cái phim á là ám hết mùi đó luôn, là chèn hòm nó làm mày yên tâm. Nhưng mà nguyên nhân tại sao mà chia tay? Đơn giản cô, nói chung là con biết ức chế chuyện gì. Trời ơi, đơn giản, chia tay đơn giản gì, tôi bị khùng mà chia tay đơn giản. Tức nước dở bờ lại chuyện gì nào cô. Diễn xong về, ghé vô ăn. Không mà kêu một cái lẩu. Bà này mới thèm là heo quay. Trễ rồi, khuya mà trời mưa nữa cô. Thì con mới chợt nhớ là có một cái tiệm heo quay đậu nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, ngay cái cầu của cô. Rồi tới nói có, xong có, cái cầu lắm. Là trên trời mưa là con đi tới đó mua sống, lòng hứng hở về tới nơi mặt chầu ụ, con biết hiểu tại sao. Xong rồi bắt đầu nói thôi tôi anh chia tay đi, tôi muốn mệt mỏi quá rồi, anh con người anh nó kỳ cục quá, nghe lời hết rồi xong rồi chia tay. Con không hiểu đó? Tại vì ổng không hiểu ý em, mà em không có muốn ổng đi, mưa gió nguy hiểm nữa, mà thôi họ thèm bữa nay không ăn được thì mai ăn được, mà nhất quyết phải đi cho bằng được. Lẫy mà đó, giống như là mua đóng heo quay về dằn vô trong mặt. Ê mà cái đó không có nha, cái đó con cô, cái đó là con thật sự là muốn cho bà ăn. Bà là thèm cái món mà heo quay kho với lại cải chua. Lúc mà con quen bà là con cũng hay thường làm món đó cho bà ăn. Bây giờ cưới nhau rồi có hai mặt con là con hết làm rồi. Có một cái miếng heo quay mà cái là hai đứa không hiểu nhau. Thật mà ra là nhau là trước đó có nhiều chuyện rồi. Chàng ly á cô, rồi xong rồi. Tại sao ông này không hiểu mình, không nghe lời mình, ông cứ làm sao đâu á. Nói chung là bây giờ hai bạn là quá hạnh phúc rồi. Có trai, có gái đầy đủ. Bây giờ ở với nhau cũng đã mấy năm? Cưới 10 năm, quen 6 năm. Trâm, bây giờ cái tật xấu của bạn này á nhiều không Trâm? Nhiều lắm Bin ơi. Lúc yêu đẹp lắm, lãng dạ, mạn đúng được. Rồi, đẹp ở... lãng mạn lắm. Về không hiểu sao mà nằm kế bên là ban đêm ngáy mà ngáy. Banh phòng luôn, ngáy không ai ngủ. Banh nhà lòng nóc chợ luôn. Dạ. Bây giờ còn ngáy không? Còn một cái tật xấu rất là kinh dị luôn. Mà em không biết là tất cả những người đàn ông khác có hay không nha. Ngồi trong toilet một lần một tiếng mấy đồng hồ. Cái đó xấu đó. Mỗi lần ngồi xong đi ra em hỏi ê mày, như mày thích cái mùi toilet lắm không, thích ngửi mùi lắm không, mày mối rồi chiết xuất ra thành dầu thơm cho mày xịt nha. Mà sao kêu mày tao vậy? Ở nhà tụi em à, hay chọc đó. Bình thường kêu mày tao giỡn thì được nghe, mà gây lộn mà mày tao là không yên với em đâu. Có nghĩa là giống vợ chồng đậu á, dễ thương. Ông ê mà ông ngồi toilet ông làm gì, ông ngồi một tiếng vậy? Hồi trước là đọc báo cô, còn giờ lướt Facebook. Sau này là Facebook. Đồ khoảng năm hay năm nay thì không phải là Facebook nữa mà là chơi điện tử. Ngồi mà đến nỗi mà em trễ giờ quay luôn á, tại giọng. Chẳng hạn nói trễ giờ quay rồi. Không, ngồi im thì con có biết đâu, con cũng ngồi im luôn. Đó. Có thêm cái tật nữa nè, hay chối á. Hay cãi, nói cái gì ra là phải cãi cho mình đúng thì thôi. Hay lắm. Không phải cô, tại vì có những cái gì mà không phải. Thật ra đâu phải là mình sai hết đâu cô hiểu không? Khi mà bà nói về cái chuyện đó là con sai đó, nhưng mà để xảy ra cái chuyện đó thì trước đó là tại vì bạn vậy nè, cho nên tôi mới bị vậy chứ đâu phải là tại gì đâu. Rồi. Cũng thấy là ông hay cãi thiệt. Có thì có thì có là có rồi đúng không? Thì rồi có, hay cãi. Nó nhận nó cũng cãi đó. Thì có đó. Tại vì tôi có vậy đó. Không. Dạ. Ông Hoàng nó nổi tiếng là ăn mặc rất là chất, rất là sạch sẽ đúng không? Cho nên ở nhà anh ấy rất là ngăn nắp đúng không? Không hề. Trời ơi, ở nhà là bài kinh khủng luôn nha. Thay cái quần cái áo nhiều khi em để cái sọt sẵn ở đó là chỉ có thay xong rồi quăng vô cái sọt thôi. Mà vẫn quăng ra ngoài đường. Nó rớt ra ngoài. Vẫn quăng ra ngoài đường. Cãi nữa. Đậu xa nó vậy rồi. Nó là đó, cái nói là thôi để lát nữa là mình có đi toilet về mình đi ngang qua cái cửa lụm lên, tại nó nằm ngay cửa thì mình lấy mình bỏ vô, mình vừa quăng cái thì nó rớt ra ngoài xong rồi bỏ lên ngay trường hợp. Thôi không hề ha. Trời ơi, nhiều bữa đi làm tới tối khuya em về luôn em vẫn thấy cái quần cái áo nằm ở vậy đó. Không vô toilet đó. Nhiều khi ăn uống
uống hay là làm cái gì dơ, lấy khăn giấy lau tay lau mặt rồi xong thả tại chỗ luôn, không dục vô thùng rác. Nghe hỏi nữa, cái gì cũng hỏi á. Tại vì có những cái mà đơn giản nó cũng hỏi nữa. Hay hỏi ở đây nó là vậy nè cô, tại vì không bao giờ mà con làm mà bả sẽ đồng ý là chỗ đó là ok, cho nên là con lương trước vụ đó, con hiểu không? Con phải hỏi đơn giản. Cô còn nói chuyện ngày hôm qua dọn nhà về cái kệ với lại cái tủ lạnh em hả? Tủ lạnh đựng quần áo. Tủ đựng quần áo ra. Ông khiêng 5 cái cục này để qua bên chỗ cái tủ lạnh với lại cái kệ mà đựng thuốc cho tôi, để bên đây đi. Kỳ lắm á, cái đó nó không vô luôn. Tuy vậy ngay tầm nhìn mình coi tivi sao tự nhiên thấy nguyên đống đồ vậy sao? Để qua đi. Bà chị vợ ngồi kế bên chăm cái đó, chị thấy kỳ lắm á, nó không được đâu, không có được. Dọn qua đi. Ok, rồi xong. Dọn 5 cục qua. Xong cái tự nhiên bà đứng giống như đứng giờ. Thôi dọn lại đi. Mà chính vì như vậy, cô hiểu không? Chính vì như vậy, cứ mỗi lần làm bất cứ một cái chuyện gì trong gia đình là phải hỏi. Phải hỏi, ừ. Ôi, sẵn vậy con kể luôn đi. Còn cái tật gì xấu nữa, gì không? Còn cái tật gì nữa, ngoài cái tật đó? Lì cô. Lì. Rất lì. Ừ. Có nghĩa là, ví dụ như mình giận thì mình đã là vợ chồng, mình yêu nhau tới nước này rồi. Hai đứa con rồi, giận xong cái... cho anh xin lỗi nha, im tối ngủ ôm, tại người ta nói ôm là sẽ giải quyết. Ôm gồng không thọt vô được luôn á, đúng không? Không thọt vô được luôn cô, đúng rồi. Giờ này kỳ quá, không nói chuyện. Qua nhà hôm sau nói chuyện. Nhắn tin con không trả lời luôn, cái là nhắn tin lại đã chán nhau rồi, thôi thì mình giải thoát cho nhau đi. Còn có con nhắn lại cái gì vậy? Thì bảo với nó là ngày xưa lúc tôi quen ông, tôi yêu ông, mỗi lần tôi làm gì sai á là ông hay cũng như là lúc đó mình hay gọi là mình lì mặt, mình nói anh xin lỗi em gì chị mặt dài á, dài ly cỡ nào được. Giờ con thấy càng nhắn hình như là bả càng nói lại, mà chính vì cái càng nói lại thì sẽ con nghĩ là cảm giác nó sẽ cách xa nặng nề hơn. Chẳng hay giờ mình im lặng bình tĩnh lại nói chuyện, đúng không? Đúng chưa? Cái tật bệnh cô. Hay chia sẻ những điều buồn phiền lên Facebook. Bạn con đây là cô, dám bảo đảm luôn, bạn con chắc chắn biết mình buồn thì chẳng hạn như là mình ghi một cái chữ gì đó nó ok, hôm nay tôi buồn, tại sao trên đời đối xử tôi như vậy là ok rồi. Không, con này buồn rất ngộ, buồn mà vẫn phải lên mạng kiếm một cái hình để nó phù hợp. Phù hợp với nỗi buồn. Bả rảnh. Ủa vậy là sao ta? Ủa vậy là buồn hay là không buồn, hay là buồn có nội dung hay là buồn gì? Tôi muốn đi đâu đó thật xa, cái là có cái tấm hình con đường. Có một con đường xa, cứ có một người đeo cái ba lô quẩy mà đứng xa thiệt xa. Mà cách tìm cũng dữ lắm. Thôi, nói mà cái thời gian mà tìm mấy tấm hình đó là hết là buồn, bớt buồn rồi. Thì là bớt buồn rồi mà vẫn để một cái ta tết buồn. Diễn viên mà thì mỗi lần bà này buồn là đây ông này là vô nhắn tin gì mày. Thôi bà Liên vợ bạn không? Ủa gì vậy anh, sao để chuyện đó? Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn, chị Phượng. Ê mày, mày đừng làm như vậy, có một con vợ mà như con Trâm là khó lắm nha. Chửi nữa. Ủa chứ, giống như là em xin lỗi với chết mẹ, mình làm gì vậy trời? Mong muốn một điều thay đổi duy nhất, con mong là Trâm thay đổi cái gì? Bà này chỉ đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa. Tại vì bà suy nghĩ là tôi sinh ra trên cõi đời này là tôi sai, số tôi là số sinh ra là không đúng, tôi mang lại cái xui xẻo cho ông, cho nên là tôi cảm giác như tôi là người có lỗi với ông. Trời đất, đó, sao tiêu cực dữ vậy? Dạ, sao cố thiệt mà cố. Bà đã từng nói là bà nghĩ tới chuyện tự tử luôn á. Cả nghĩ quá đó. Không, theo mình nghĩ thì có khi nào Trâm đang rơi vào cái trường hợp trong cái giai đoạn là bị nó gần như là trầm cảm. Mới đây thôi. Là trước đó nhiều lắm rồi cô. Bao lâu? Lâu lắm đó cô. Ngay cả lúc mà mang thai đứa thứ nhất cũng vậy. Sau đó tất cả những công việc làm ăn thì bà cứ cảm giác như nó không được trôi chảy. Thì bà cứ nghĩ là tại vì bà làm cái gì cũng sai. Bao giờ cái tư tưởng nó đi. Đúng rồi, tại vì phải bôi, phải xóa, phải delete ngay và liền. Em cũng đang cố gắng làm cái điều đó. Ủa, Trâm rồi Trâm có muốn hoàn thay đổi gì không?
Không, con giờ hoàn thiện rồi, con đỉnh. Không, mới gần đây thôi. Mới gần đây, cách đây chừng khoảng gần năm á, đỡ được chút, chứ trước đây là cũng còn vô tư vô tâm đó. Bây giờ ở trong nhà của hai đứa, đứa nào là trụ cột? Quán Xuyến là trụ cột đúng không? Đó. Thì con là trụ cột của gia đình. Trách nhiệm con gánh nó nặng lắm. Trong đó là có hai đứa con, rồi có một chồng mà tính tình rất là vui vẻ, rất là vô tư, có nhiều khi nó vô tư nữa. Thì sao trong cuộc đời có những cái lúc nó không đúng ý mình, thì thành ra là nó gần như nó không phải trầm cảm mà nó bị gì nè, nó bị hơi bất đắc chí một chút xíu. Đó là những cái suy nghĩ mà của rất nhiều người, chứ không phải một mình Trâm suy nghĩ đâu. Con gạt bỏ cái đó đi, tại vì con càng nghĩ cái đó thì con sẽ càng bị áp lực. Đúng rồi, đúng nhiều vậy. Người bị lắm, chỉ có điều người ta nói ra hay không nói ra, mình biết hay không biết thôi, chứ ai cũng bị hết trơn rồi đó. Chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc và sẽ có thật nhiều điều may mắn đến với gia đình.